nổ súng kinh hoàng ở Phú Quốc, nạn nhân vừa cưới vợ. Khởi tố nhiều cán bộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Nữ tài xế mặc sắc phục công an có biểu hiện say xỉn khi xảy ra tai nạn giao thông. Hai ô tô khách va chạm, một xe đâm vào nhà dân ở Phú Yên. Đường lên bán đảo Sơn Trà 2 tuần sau đợt mưa lịch sử. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin tổng hợp tuần trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Tuần vừa qua có những tin tức gì đáng chú ý, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây sau vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, 4 nạn nhân bị thương gây xôn xao dư luận vừa qua, Công an thành phố Phú Quốc vẫn bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt. Những người không liên quan vụ việc khó có thể tiếp cận được nơi đây. Được biết, một trong số những nạn nhân vừa tổ chức lễ cưới trước đó không lâu. Theo lời ông HVT, hộ dân sống gần khu vực xảy ra vụ án, trước khi tiếng súng nổ ra, người dân nơi đây thấy nhiều ô tô đi vào khu đất của ông Khúc Đoài Văn. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng la ó kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Thấy mọi người chạy tán loạn, các hộ dân sống trong khu vực đã đóng chặt cửa. Khoảng 20 phút sau, công an vây giáp, bắt một người đưa đi. Chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra, ông Tê nói. Theo lời anh Đê, người dân sống gần hiện trường, nhóm người ập đến nhà anh Đoài rất hung hăng. Ngoài súng, chúng còn mang theo cả mã tấu. Ông Phạm Nguyên Sự, người nhà của nạn nhân Phan Trọng Hải, 24 tuổi, một trong hai nạn nhân tử vong cho biết, khi vụ việc xảy ra, ông có mặt tại hiện trường. Theo ông Sự, phần đất xảy ra tranh chấp, ông Khúc Văn Đoài có mua trước đó. Sau khi bán đi một phần, ông Đoài đang làm việc ở một phần còn lại thì có nhóm người đến tranh chấp. Khi hai bên đang nói chuyện yêu cầu cung cấp giấy tờ để chính quyền xác định xem đúng hay sai, thì băng nhóm của Võ Văn Lương, tức Hải Lượng, 35 tuổi, tạm trú ở phường Đông Dương, thành phố Phú Quốc xuất hiện. Tiếng súng ngay sau đó đã nổ ra. Ông Sự cho biết nạn nhân Phan Trọng Hải là thợ hồ. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, gia đình Hải từ Nghệ An vào tổ chức lễ cưới cho nam thanh niên này. Trưa hôm sau, Hải đi làm thì thiệt mạng. Một người trong nhóm của Khúc Văn Đoài kể thêm, khi hai bên thương lượng không thành, định chờ đến chiều nhờ chính quyền ra can thiệp, thì 3 tiếng súng nổ ra. Ngay sau đó, rất nhiều người từ trên ô tô ập xuống đuổi chém chúng tôi. Nhóm chúng tôi mạnh ai nấy chạy, một số người chạy vào các căn nhà gần đó nhưng bị bắn gục tại hàng rào. Số khác chạy sang ngọn núi kế bên mới thoát nạn, nhân chứng nói. Vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và một số địa phương khác. Ngày 27 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 2 bị can liên quan tới vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và một số địa phương khác. Theo đó, ông Tào Đức Hiệp, sinh năm 1976, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Bà Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 1984, chuyên viên phòng nhà khách, vụ lễ tân, ban đối ngoại Trung ương, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, mới đây sau khi lấy mẫu xét nghiệm ADN, đồng thời thu thập chứng cứ củng cố tin tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố thêm 2 tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một số người ở nơi gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. Trong những người bị khởi tố, có một số bị cáo chuẩn bị được xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 11. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi lấy mẫu ADN của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, Thiên Am bên bờ vũ trụ, đưa đến Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã có giám định kết quả ADN. Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến những người liên quan sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, để đảm bảo và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định ADN trên không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội loạn luân. Tuần qua, sự việc nam thanh niên truy sát bạn gái cũ cùng tình địch dã man ở Bắc Ninh đã khiến dư luận vô cùng quan tâm cũng như phẫn nộ trước hành vi của đối tượng. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đối tượng trong vụ việc về tội giết người.
Trước đó, vào hơn 21 giờ ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền trên phố Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Khi lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh đến nơi thì phát hiện đối tượng gây án đang ngồi tại hiện trường hút thuốc nên đã khống chế đưa về trụ sở làm việc. Hai nạn nhân nằm bất động nên được cơ quan chức năng và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 2003, trú ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, tử vong ngay trong đêm. Còn anh Hoàng Xuân Đê, sinh năm 2001, ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, được cấp cứu tại bệnh viện. Tiếp tục với những tin tức về giao thông mới nhất, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ba phương tiện xảy ra trên địa bàn, khiến một người bị thương. Theo đó, tài xế là một nữ công an đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai, có biểu hiện sử dụng rượu bia khi điều khiển ô tô, va chạm với một xe máy và một xe ô tô khác khiến một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 28 tháng 10, xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Hùng Vương đi Lê Duẩn. Khi đến ngã ba Hùng Vương, Nguyễn Viết Xuân, đoạn trước số nhà 393 Hùng Vương, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, thì đâm vào giải phân cách. Sau đó, tài xế điều khiển xe ô tô lùi về sau thì va chạm với xe máy do anh Phạm Quốc Thịnh, trú tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, lưu thông cùng chiều và tiếp tục va chạm với xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Viết Xuân đi đường 3 Triệu. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho anh Thịnh bị thương nhẹ. Tại hiện trường, ba phương tiện bị hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Pleiku đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn trên. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe ô tô mặc sắc phục công an, mang quân hàm thiếu tá. Cũng tại thời điểm trên, người phụ nữ này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia và ói lên người. Mới đây, Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên xác nhận, vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Tất Thành, Ngô Gia Tự, Lạc Long Quân, thuộc khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô khách, khiến một người bị thương nặng. Vụ tai nạn còn khiến một ô tô khách đâm vào nhà của người dân bên đường, nhưng rất may là không gây thiệt hại về người. Vào thời điểm trên, ô tô khách chở 13 người do ông Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1980, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Ngô Gia Tự theo hướng Đông Tây. Khi đến địa điểm nêu trên thì va chạm với ô tô khách do ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lộc, thị xã Xuân Cầu, tỉnh Phú Yên, điều khiển. Trên xe lúc này có 34 người, lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Nam Bắc. Vụ va chạm giao thông khiến cho tài xế xe khách Nguyễn Thanh Tùng bị thương ở vùng ngực, đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Hai ô tô khách bị hư hỏng nặng. Hiện 47 hành khách trên hai xe bị tai nạn đã được nhà xe và lực lượng chức năng bố trí các phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Công an thành phố Tuy Hòa đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Đợt mưa lớn giữa tháng 10 ở Đà Nẵng đã khiến các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng của Đà Nẵng đang huy động nhiều công nhân, máy móc để khắc phục hàng chục vị trí sạt lở tại các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà. Ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, trận mưa lớn trên các tuyến đường khiến cho bán đảo Sơn Trà xuất hiện khoảng 40 điểm sạt lở, nhiều khối đất đá từ vách núi tràn xuống đường. Từ ngày 15 tháng 10, đơn vị này đã thuê hàng chục công nhân, nhiều máy móc để khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết ở Đà Nẵng không thuận lợi nên việc này vẫn chưa hoàn thành. Hiện các cơ quan chức năng đang dùng tạm bao cát để chặn đường, không cho người dân lưu thông lên núi Sơn Trà. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!